cái để cho xúc múc và thay áo đào cho dễ mà không sao sao nó thấm đất không được thôi thôi được rồi yên tĩnh cứ để nó đứng đấy thôi nó không gào nữa nó không sao đâu không được gào gào là cho về em cắt xuống rồi.